quá ok luôn, quá đẹp, quá lép luôn nhá. Máy này là bên nước ngoài em đã nổ rất là kỹ rồi, thực sự là nghe tiếng nổ nó lên nghe thấy rất là thích. Trong khi quay điện thoại thì những cái máy này nổ hơi thừa, nó sẽ có một tí sẽ không nhìn thấy, nhưng đối với em này, đối với em bên cơ sở em bán hàng là không có tuyệt đối nha mọi người nhá. Vì đối với em là cái chữ tín là đặt lên hàng đầu, không có là không có tuyệt đối, vì càng làm cái máy này em mới càng biết là cái máy này rất là khó, nó không đơn giản như cái máy như những cái máy khác. Chào tất cả các anh em nhá. Thực sự là nhiều khách mua hàng thì là phải nói nhiều thì mỏi mồm anh em ạ, cũng mệt, nói nhiều cũng thấy mệt, không nói gì thì nói còn hơn là không được nói. Có khách có nhiều anh em tin tưởng mua hàng thì mới được nói, còn không không có ai mua hàng thì có muốn nói cũng không được. Tính rồi, lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, chúc cho tất cả những anh em nào đã theo dõi kênh của em và đăng ký kênh của em có thật nhiều sức khỏe nhá, công việc luôn luôn thuận lợi, phát tài. Đúng là trong gia tết này của em có rất là nhiều đơn đặt hàng máy Kubota nha anh em nhá. Từ sáng đến giờ em test 5-6 con rồi, test cho tất cả các anh em ở mọi miền tổ quốc, xa có gần có, đủ các loại, toàn nói về Kubota DC70 V2203 thôi. Thì đây bây giờ em lại có một đơn đặt hàng, hôm nay lại có một đơn đặt hàng test con máy V2403 cho một ông anh. Anh ấy sáng anh ấy vừa gọi điện cho em bảo là test máy, gửi máy cho em. Em lại không quên không hỏi tên mà Zalo, thì vì nhiều người mua máy quá em lại không lưu tên anh ấy, em chỉ lưu là ông anh mua máy gần này tiền thôi. Đâm bây giờ điện mãi cho ông ấy hỏi tên ông ấy để làm cái video mà chưa gọi được cho ông ấy. Chỉ biết là địa chỉ là xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nhé anh em nhé. Thì anh ấy có cọc tiền em 5 hôm nay rồi, nhưng vì công việc của em ổn định quá, công việc của em bận rộn quá, em không thể test máy cho tất cả mấy anh em được. Thì em bảo là hôm nay là ngày em sẽ test máy và trả hàng tất cả cho mọi người nhá. Thì lần đầu tiên cho em gửi lời đến cảm ơn đến ông anh ở xã Vĩnh Hưng, huyện Khánh Hưng, tỉnh Long An. Lời cảm ơn chân thành nhất, vì cảm ơn anh đã tin tưởng ở cơ sở của em và giao cho em chọn cho anh, bảo là em chọn cho anh một con máy thật đẹp để anh lắp về, anh lắp vào con máy DC60 của anh. Thì cũng may là em vừa về máy cơ sở em vừa về hàng, cũng có hàng rất là đẹp, thì em đã chọn cho anh một con máy đây, con máy V2403. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu qua cái vòng tua và mã lực của con máy này một tí để cho mọi người biết nhá. Con này là đời của nó là đời 23 này, 23. Con này nó là DC70, còn nó là 60 đến 70 PS anh em nhá, 60 đến 70 PS. Vòng tua của nó là 2007 vòng trên phút. Con máy này thực sự là nó cũng còn rất là đẹp, tất cả nó còn nguyên zin nhá anh em nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người là cái con ốc đầu kim phun của nó vẫn còn nguyên zin hết này. Máy rất là đẹp, nguyên zin, nhựa chưa bị mất, chưa bị chóc sơn nhá. Máy rất là đẹp. Nói chung là em đã bán máy, khách hàng có yêu cầu máy đẹp thì em có làm được. Cơ sở em có máy thì em mới dám nhận tiền của khách, còn nếu mà không có em cũng không dám nhận tiền. Vì có nhận tiền thì cũng phải trả lại thôi, cũng chả làm gì cả, vài triệu cầm vài triệu của khách mà mình không làm được. Cứ chờ đợi người ta, thỉnh thoảng người ta điện cho mình rất là mất việc, em không muốn cầm tiền của ai cả, có làm được em mới nhận. Đây, thì thứ hai là cái mặt méo của nó, tất cả ốc nhà nó còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Đây quay này cho dễ. Đây anh em xem này, những con ốc này còn nguyên zin hết này, tất cả còn nguyên zin hết nhá anh em nhá, thực sự là cực đẹp luôn. Những con máy này là em đã mua bên nước ngoài, là em đã nhờ người ta lổ kiểm tra đàng hoàng kỹ càng hết rồi. Anh em xem những con ốc này chưa có dấu mở nhá, tất cả con ốc mặt quy lát này vẫn còn nguyên zin hết, tất cả trên này còn nguyên zin hết, chưa có một dấu mở nhá. Con ốc theo sự đánh giá và nhìn nhận của em thì con máy này nó còn khoảng 85-90% nhé anh em nhé. Con này nó có thể lắp vào DC60, DC70. Máy này thì anh em ở trong miền Tây đang vào mùa gặt, đâm là rất nhiều người có nhu cầu sử dụng máy này. Em từ Tết rồi em bán rất nhiều rồi. Đây anh em xem lốc của nó còn rất là mới nhá, thực sự rất mới.
Gioăng đáy tắc te nguyên bản này anh em này, nguyên bản, gioăng đáy tắc te nguyên bản. Con máy nó chạy rất là ít, anh em xem này, cái bánh đà của nó vẫn còn còn xanh lét này, nó chạy rất là ít nhá. Con này là turbo nó vẫn còn nguyên zin nhá anh em nhá, turbo chưa thay, turbo này vẫn còn nguyên zin. Ống xả nó cũng chạy cũng không nhiều lắm đâu, nó chưa chạy chưa nhiều, đâm nó ống xả nó chưa bị mổn rỉ anh em ạ, nếu mà chạy nhiều thì nó sẽ bị mổn rỉ ngay. Đây tất cả những cái lắp cabo của nó vẫn còn nguyên nhá. Có cái cổ nước của nó này, ở trong này nhìn trong này nó rất là trắng này, nó chạy ít, máy chạy ít. Đây để em quay thêm một số chi tiết nữa cho mọi người. Đây những con ốc đầu chọc cơ này nó vẫn còn nguyên zin, chưa có dấu mở, nguyên zin tất cả, nguyên zin nhá. Em sẽ quay chậm một vột vòng cho mọi người xem. Thực sự là trong cái quãng thời gian vừa qua được rất nhiều anh em đặt niềm tin và tin tưởng, đặt niềm tin vào em, cơ sở của em. Đó là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn và cũng trách nhiệm cũng rất là lớn, vì em vẫn đã ở những video trước em đã nói rồi, để cho một người người ta mua hàng của mình, người ta không biết mình là ai, người ta chuyển tiền cho mình, nó là cả một vấn đề rất là lớn đấy. Người ta đặt niềm tin vào mình thì chắc chắn là mình phải đáp lại làm sao, đáp lại cái lòng tin của khách hàng, thì làm sao để mang lại những cái sản phẩm tốt nhất cho khách, phù hợp nhất với túi tiền của khách hàng, để tất cả anh em người ta có mua sản phẩm của mình về phải dùng được, người ta có thể kiếm được tiền, thì sau này người ta mới nhớ đến mình. Sau này có khách hàng, sản phẩm mình có tốt thì khi khách hàng mua, khách hàng có phản hồi tốt, thì có những khách hàng khác muốn mua máy thì chắc chắn là những khách hàng trước người ta mua của mình rồi, người ta sẽ giới thiệu cho những khách hàng sau. Thôi bây giờ không phải để cho tất cả mọi người phải chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ cho anh em thợ test nổ máy kiểm tra. Trước hết là sẽ gửi video cho anh trai ở Long An, thứ hai là em sẽ đăng lên kênh để cho mọi người biết là cái dòng sản phẩm này bên em lúc nào cũng có nhá, lúc nào cũng có đủ về phục vụ cho mọi người, toàn máy đẹp thôi. Những con máy mà bán cho khách để về người ta lắp lên lên máy ấy, máy gặt ấy, toàn phải máy phải đẹp rực rỡ thì mới bán được. Thôi bây giờ em sẽ cho anh em thợ lổ luôn. Quá ok luôn. Quá đẹp, quá lét luôn nhá. Máy này là bên nước ngoài em đã lổ rất là kỹ rồi. Thật sự là nghe tiếng nổ nó lên nghe thấy rất là thích. Không một tí đổ hơi nào nhé, không khói, không đổ hơi này. Cho tí nước vào đây là tướng. Trong này đã có nước rồi nha anh em nhá. Quá chất luôn. Êm ru luôn nhá. Quá đẹp. Không một tí khói ra nhanh nhá. Một con máy quá tuyệt vời luôn anh em ạ.
50 con mới chọn được 5 con thôi mọi người ạ. Quá đẹp luôn nhá. Quá chất. Thực sự là con máy này quá chất luôn anh em nhé. Em sẽ đăng lên kênh để anh em thợ máy hay ai, nếu mà mọi người cho em cái bình luận về đánh giá chất lượng về con máy này, thứ nhất là hình thức, thứ hai là tiếng nổ. Thực sự là con máy này em tin chắc là giờ đến tay ông anh trai ở xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An thì chắc chắn là cái chất lượng của nó thì chắc chắn là không thể chê được rồi. Thì em vẫn được khuyến cáo với tất cả anh em nhá, có thể quay điện thoại. Trong khi quay điện thoại thì những cái máy này lỗ hơi thừa nó sẽ có một tí sẽ không nhìn thấy. Nhưng đối với em này, đối với em bên cơ sở em bán hàng là không có tuyệt đối nha mọi người nhá. Vì đối với em là cái chữ tín là đặt lên hàng đầu, không có là không có tuyệt đối. Vì càng làm cái máy này em mới càng biết là cái máy này rất là khó, nó không đơn giản những cái máy như những cái máy khác. Cuta là nó chạy hết ga mà. Nói chung là mua được con máy này rất là khó anh em ạ. Đâm mọi người lưu ý, và em cũng khuyến cáo với tất cả anh em là có mua hàng thì mình có mua hàng ở ngoài này thì mọi người nên lưu ý tìm hiểu rõ ràng cơ sở của cái người mình mua hàng nó có đàng hoàng hay không và có đủ uy tín hay không. Vì ở những video trước em đã nói rồi, đã có người cọc tiền và người ta không trả lại tiền cho mình. Thì cái đây một điều đấy là điều rất là thiệt thòi. Mà thực sự là em không muốn ai xảy ra những chuyện như vậy cả. Vì khi mà xảy ra những chuyện như thế thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến em. Thật sự cũng ảnh hưởng đến những người mà làm ăn, người ta làm ăn, những người làm ăn uy tín như em. Vì có thể khách hàng người ta khi sau này người ta mua hàng, người ta sẽ bảo là đấy, đợt trước tôi mua hàng mà tôi bị như thế. Thì rất là khi mà khách hàng người ta mua hàng của mình thì người ta cũng sẽ có sự e ngại. Thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến em. Đấy là cái điều rất là mong mọi người không ai phải mắc phải những cái chuyện như vậy. Thì, đây con máy này em đã test xong rồi nha anh em nha. Đấy anh em có thể mong mọi người vào cho em cái bình luận và đánh giá. Thì thực sự là em vẫn bảo rồi, tất cả những cái máy, cái sản phẩm mà em bán ra, em phải luôn luôn có trách nhiệm với những sản phẩm mà mình đã bán ra. Dù có không phải là cứ tất cả là khách hàng, mỗi khi mình bán đến tay khách hàng, người ta về sử dụng mà có vấn đề gì do bên mình mà mình không có một cái trách nhiệm gì trong đấy. Tất cả mọi người mua một con máy, bỏ tiền ra mua một con máy về phải dùng được, chứ không thể mua một con máy về không dùng được, không gọi điện cho chủ cửa hàng bán máy mà người ta không nghe hoặc là người ta phủi phui trách nhiệm. Cái đấy thực sự là với em là em sẽ không bao giờ, cái tiêu chí kinh doanh của em sẽ không bao giờ làm như vậy. Vì mình có cầm đồng tiền cảm thấy nó xứng đáng, cảm thấy xứng đáng và vui vẻ. Thì anh em tất cả đều là xuất phát ở, tất cả là đều là những người nông dân cả thôi. Kiếm từng đồng một rất là khó. Thì anh em tích cóp mãi mua được một con máy mà về không dùng được, thực sự rất là ức chế, mà cảm thấy nó như cảm giác như mình bị lừa ấy. Đối với em những cái điều đấy em sẽ không bao giờ làm. Thì mong mọi người có thể mua chỗ khác, mà mọi người có thể mua hàng chỗ khác, cơ sở khác. Nếu mà bên em không có hoặc là bên em có thể có những cái mặt hàng em mua giá máy đẹp hơn, có thể giá cao hơn, thì mọi người mua chỗ nào nó có thể rẻ hơn một tí. Nhưng nếu mà mọi người cần em giúp ví dụ tư vấn hỏi han bảo là cơ sở này làm ăn có đàng hoàng hay không hay như nào, chắc chắn là em sẽ giúp. Cái đấy thì nó không có, thực ra mọi người cũng không mất gì một cú điện thoại cả, hỏi em không trách gì cả. Vì có thể anh em có thể mua không mua được lần này nhưng sẽ mua được lần sau. Thì mong là mọi người lên hỏi. Thì thôi, thì con máy này coi như đã xong. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ cuốn dây bóng và gửi vào trong Long An cho anh trai. Thực sự là hôm trước lại lưu tin là ông anh mua máy V
V2403 mà không lưu tên, bây giờ lại không có số điện thoại thì không thể kích hoạt Zalo được, bây giờ biết tên của anh ấy được. Ôi cứ gửi vào trong ấy tí anh ấy sẽ điện. Sáng nay anh trai vừa điện cho em xong, quên không hỏi tên. Thôi. Kiểu gì con máy này cũng đến tay anh ấy thôi. Chúc cho anh, trước hết là gửi lời cảm ơn anh vì đã tin tưởng. Thứ hai là chúc cho anh mua con máy này của em về dùng thật tốt, dùng bền nhé anh nhá. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Kiếm mua máy của em về dùng thật bền và kiếm thật nhiều tiền nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của em. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Công việc luôn luôn thuận lợi, phát tài. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha.